Cô chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học trở lại ở cái phần revision, tức là bài tập ôn của cụm bài 9, 10, 11, revision unit 9, 10 and 11. Ở phần này các em sẽ ôn lại cụm bài số 9, thì trước khi ôn cô sẽ hướng dẫn thêm ở phần ở ngoài, đó là phần từ vựng. Phần từ vựng thì các em học hết cụm từ bài 9, bài 10 và bài 10, cả bài 11. Các từ vựng các em lưu ý cho cô về nghĩa và về dấu nhấn để các em làm phần âm cho nó đúng nha các em. Phần đầu tiên cô sẽ cho các em ôm lại những cái tính từ. Ví dụ chọn một số ở hàng trên với một số ở hàng dưới để có những tính từ trái nghĩa nhau. Ví dụ như là gì mấy em, tính từ là gì? Tall nè. Tall có nghĩa là gì? Cao, đúng không nè? Thì trái nghĩa với nó là short, đúng không nè? Ví dụ tiếp theo cô sẽ mở ô đầu tiên, đó là tall, trái nghĩa với nó là short. Is it right? Hiểu không nè? Tương tự như vậy, number 2, fat và thin. Fat là gì mấy em? Đó là mập. Thin là gầy hay là ốm. Heavy, heavy tính từ này các em còn nhớ không nè? Đó là nặng, đúng không nè? Như vậy trái nghĩa với nó là light. Number 4, hungry. Hungry có nghĩa là no, đúng không nè? Vậy trái nghĩa của nó là full ha. Hungry là đói, vậy trái nghĩa của nó là full, là no. Number 5, hot, tương trái nghĩa là cold ha. Number 6, weak. Weak, weak là gì mấy em? Yếu ớt, đúng không nè? Trái nghĩa của nó sẽ là strong. Như vậy cô sẽ có tất cả là 6 cặp từ. Những từ còn lại các em có thể kiếm thêm, các em có thể kiếm thêm một số những cái tính từ trái nghĩa nữa. Ví dụ như tall, short, fat, thin, heavy, light, full, hungry, full, hot, cold and weak, strong. Chúc các em kiếm thêm những một số cặp từ nữa cho cô nhé. Tiếp theo cô sẽ ôn lại qua cái phần ngữ pháp. Đó là đầu tiên các em nhìn vào ví dụ, đây là bạn bạn Lan. Every morning I go to school. Every morning đây là hoạt động, đây là trạng từ có nghĩa là mỗi ngày tôi đều đi học. Như vậy thì cấu trúc này chúng ta sẽ chia thị hiện tại đơn. Đối với nhớ chủ ngữ là ai thì cô sẽ đi với động từ như thế nào mấy em? Đó là đi động từ nguyên mẫu không chia, đúng không nè? Tiếp theo chúng ta sẽ có nhóm chủ ngữ là Lan, hay cô gọi nó là nhóm chủ ngữ ngôi ba số ít, là she hay là he hay là Lan. Vậy thì cái động từ go này cô phải làm gì mấy em? Cô thêm es vào, bởi vì động từ tặng cùng của chữ go nó là chữ chữ âu, vậy cô thêm es. Như vậy đối với nhóm chủ ngữ ngôi ba số ít thì động từ chúng ta thêm s hoặc là es. Và khi cứ em gặp cái trạng từ every morning, thông thường các em sẽ chia thì hiện tại đơn. Như vậy cấu trúc của thì hiện tại đơn các em học rồi, hôm nay cô sẽ nhắc lại cho chúng ta cái cách sử dụng. The present simple tense, thì hiện tại đơn. Phần cấu trúc này các em có thể viết vào để học bài nhé. Như vậy các em sẽ có ba dạng câu. Formative tức là cái dấu cộng á em, có nghĩa là câu khẳng định. Subject. Subject. Verb s hoặc là es hoặc là động từ nguyên mẫu. Câu tiếp theo là câu phủ định. Câu phủ định chúng ta sẽ có don't hoặc là doesn't. Và cấu trúc này các em đã học rồi. Nếu mà done tức là do thêm not đó các em, thì chúng ta sẽ đi với nhóm chủ ngữ là gì nè? Đó là ai, they. Nhóm chủ ngữ số nhiều.
Và ngược lại, nhóm chủ ngữ ngôi ba suốt thì chúng ta đi với doesn't, tức là đời thêm not đó mẹ. Và động từ này mình sẽ nguyên mẫu. Và câu hỏi thì tương tự như vậy. Bài này chúng ta câu hỏi thì chúng ta sẽ đảo chủ từ, đó là đôn hoặc đời, và chủ ngữ và động từ. Phần này cô đã ôn rất nhiều ở cái phần bài tập, phần lý thuyết ở cái phần số 10 và 11. Cách dùng thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một hành động xảy ra một cách đều đặn hay là thường xuyên. Và cấu trúc các em gặp đó là trạng từ các em thường gặp đó là every, đi với mốc thời gian nào đó, every day, every year, hay gì là every morning, dần dần. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành cấu trúc, ôn lại cấu trúc từ hỏi, bạn có thích cái gì đó hay không. Bài này chúng ta đã ôn hoặc nhiều ở phần bài số 11. Ví dụ, for example, đây là gì em? Noodle. Do you like noodle? Do you like noodle? Yes, I like noodles. Do you like rice? Rice. Do you like rice? No, I don't like rice. Câu trúc hỏi ai đó có thích gì đó hay không? Chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Một là yes, hai là no. Yes thì yes gì mấy em? I like. Ngược lại no là I don't. Và tương ứng với chữ you, chúng ta trả lời là I. Và nếu ở đây người ta hỏi là she, thì chúng ta sẽ trả lời ngược lại đó là she. Ok. Và tương tự như vậy ở cái phần B cũng giống vậy. Cô sẽ đổi chủ ngữ đó là she. Vậy thì chúng ta sẽ đặt từ hỏi là gì mấy em? Là do được không? Không, mà phải là does. Does she like chicken? Does she like chicken? Yes, she like chicken. Như vậy thì đối với chúng ta trả lời là yes, thì động từ I, chủ ngữ là I, đi với động từ like, không thêm. Và ở đây tương tự vậy, ngược lại she like, thì chữ like lại thêm S vô. Ok, em lưu ý hai cái cách trả lời này ha. Và tương tự như vậy, fish. Does she like fish? Does she like fish? No, she. No, she thì ở đây do sẽ là gì mấy em? À, đó là doesn't. Và chữ like này sao mấy em? À, đó là dẫn nguyên mẫu. Nó giống hệt như cái câu trúc giữa câu hỏi và câu phủ định của thì hiện tại đơn mà chúng ta mới vừa ôn hồi nãy ở tiết đầu like ha. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn lại cái thì hiện tại tiếp diễn. Các em nhìn thấy cái hoạt động what is he doing now? Từ now là hiện tại bây giờ, cậu ấy đang làm gì? What is he doing now? Là bài số 12 chúng ta mới vừa học ở cái phần tiết vừa rồi đấy. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có he is riding his bike now. Vậy là cậu ấy đang chạy xe, xe đạp, được không nè? Như vậy thì cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn các em thường sẽ gặp sẽ là trạng từ của mình now. Ngoài ra các em thường gặp trạng từ nữa đó là at the moment. Như vậy thì cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn các em sẽ ôn lại giống như chúng ta mới vừa học ở bài số 12. Câu khẳng định chúng ta sẽ có subject cộng be. Be của mình sẽ là am, i hoặc a và đi với động từ thêm in. Và các em lưu ý khi các em nguyên tắc thêm in của mình, chúng ta đã ghi chú hồi nãy tiết của bài số 12 rồi. Các em xem lại phần này cho cô nghe. Rồi câu phủ định thì chúng ta lại thêm not, am not, hoặc là isn't, hoặc là aren't, đi với động từ thêm in. Và câu hỏi thì chúng ta đảo từ be, chủ từ và động từ thêm in. Để cách sử dụng của cái thi này, thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động đang diễn ra ở thời điểm nói. Thì hai trạng từ các em thường gặp nhất đó là từ now và từ at the moment. Tiếp theo ở cái phần bài tập này là bài tập ôn của thì hiện tại tiếp diễn. She is a lot of fruits. Ở đây câu này ở trên là cô đang sử dụng thì hiện tại đơn. Vậy thì ở đây có trạng từ now. Các em sẽ chuyển từ hiện tại đơn sang thì hiện tại tiếp diễn. Có nghĩa là cô ấy đang ăn táo. She is eating, unable now. Be
Day train choose. Đây là thì hiện tại đơn. Cái động từ train này đi với chủ ngữ là day cho câu khẳng định, cho nên chữ train này không chia, nó sẽ giữ nguyên mẫu. Câu tiếp theo, add the moment. Vậy thì chúng ta sẽ chia như thế nào đối với thì hiện tại tiếp diễn? Đây thì đi với động từ to be, đó là they are drinking. Tương tự như vậy, see, he rides his bicycle every day. Ở chỗ every này có một cái lõi chính tả ha mấy em. Các em thêm y vào chỗ này cho cô. Sorry, cái chỗ này nữa. Có một lõi chính tả. Tiếp theo, chuyển sang thì hiện tại tiếp diễn. He is riding his bicycle at the moment. Riding. Các em thấy động từ ride không? Động từ ride có ở trên đó là động từ e. Khi chúng ta thêm in vào, chúng ta sẽ bỏ e đi và chúng ta chỉ thêm in thôi. Ok. Number câu D. She goes to bed early. Goes. Thì hiện tại tiếp diễn. She is going to bed now. E. She gets up early. She is getting up early now. F. She travel by bus. Động từ travel này chúng ta học ở học kỳ 1 rồi đúng không nè. Động từ travel này nó bằng nghĩa với động từ go á mấy em. Vậy thì động từ này là thêm s vào, đối với chủ ngữ nó là ngôi ba số ít. Như vậy chúng ta sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn cho câu này, đó là she is traveling by bus now. Rất là dễ đúng không nè. Ở bài tập này chúng ta sẽ ôn cả lại thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Phần ôn tập tiếp theo, cô sẽ ôn cho các em về các cụm từ question words. Question word có nghĩa là từ để hỏi. Những từ để hỏi chúng ta đã học rồi. For example, what có nghĩa là cái gì? How có nghĩa là như thế nào? Where có nghĩa là ở đâu? Who có nghĩa là ai? Ngoài ra chúng ta còn gặp rất là nhiều từ mà chúng ta đã học rồi. Ví dụ như là how much, how many, how old. Những từ này chúng ta đã học ở học kỳ 1 hay là những cái bài vừa qua, các em xem lại phần này cho cô nhé. Ở đây cô sẽ có một bài tập về cái phần từ hỏi question word. Cô sẽ có 4 5 câu A, B, C, D và F. Những cái từ hỏi này các em sẽ dựa vào tình huống để chúng ta chọn cho nó đúng. In the living room. Câu A, câu B and Fifi are in the living room. Vậy thì ở đây người ta sẽ cho mình câu hỏi và người ta đã đưa ra tình huống trả lời sẵn. Vậy thì các em sẽ đoán từ hỏi ở đây là gì để phù hợp với câu trả lời. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời trước. B và Fifi đang ở trong phòng khách. Vậy thì người ta hỏi là cái gì ở trong phòng khách? Đang ở phòng khách. Vậy mình hỏi là gì mấy em? Đó là ai? Đúng không nè? Tại vì câu trả lời mình xuất hiện hai cái danh từ riêng, đó là B và Fifi. Tình huống B. B doing. B đang làm gì? He is doing his homework. Cậu ấy đang làm bài tập về nhà. Vậy thì chúng ta sẽ đón từ hỏi của mình là B đang làm gì? Mà chữ làm gì mà chúng ta mới vừa học đó là what. Câu C và câu D tương tự như vậy. Đó là how much homework does he have? Có bao nhiêu bài tập mà cậu ấy có? He has a lot of homework. Cậu ấy có rất là nhiều bài tập. Tương tự như vậy, D. Fifi doing. She is sleeping. Vậy thì mình hỏi câu hỏi này là Fifi đang làm gì? Vậy thì mình sẽ trả lời là she is sleeping. Nên có câu trả lời là cô ấy đang đang ngủ. Đó là Fifi. Tương tự như vậy, câu E. Is she? She là hỏi cậu Fifi này, cô ấy trong tình huống trong đoạn hội thoại này nó là cô là con chó đấy. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy nằm ở dưới cái bàn. Câu trả lời là she is under the table. Câu trả lời xuất hiện under tức là giới từ chỉ về nơi chốn, cho nên câu tự hỏi mình sẽ hỏi về nơi chốn. Mà nơi chốn mình sẽ có tự hỏi là where. Is it right? Còn rất là nhiều những từ hỏi nữa. Về các em sẽ xem lại tất cả những từ hỏi mà chúng ta mới vừa thực hành nhé. Tiếp theo là phần bài tập. Ngoài cái phần từ bài tập về từ vựng, cô sẽ cho các em một số bài tập mà để các em làm thêm để các em hiểu rõ phần này. Đầu tiên đó là phần chọn. Choose the word.
Who underline part is pronoun from your order? Các em hãy chọn những cái từ có đáp án đúng. Cái phần bài tập này nó bị cái yêu cầu này nó sai các em. Em chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau. Cô nhắc lại phần bài tập thứ nhất là chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau. Number one, he isn't fat. He is. Bài này là ở bài số 9 các em. À, cậu ta không có mập. Như vậy thì cậu ấy như thế nào? A, very fat, rất mập. B, thin, có nghĩa là ốm. C, heavy, là gì mấy em? Nặng. Và strong là khỏe. Vậy thì chúng ta chọn đáp án đúng nhất câu này sẽ là câu B. À, những câu còn lại các em làm nhé. Tiếp theo là phần số 2. Phần số 2 cũng tương tự các em. À, và tương tự như vậy nó sẽ có phần số 3. Phần số 3 là phần nối. Nói câu hỏi ở trong cục A với câu trả lời ở trong cục B. Như vậy thì ở phần A là tất cả câu hỏi các em có 4 câu và tương ứng 4 câu sẽ có 4 câu trả lời. Can I help you? Can I help you? Cấu trúc này mình học ở bài số 11 rồi. Có nghĩa là tình huống của mình đưa ra là tôi có thể giúp gì cho bạn ha. Thì câu này mình sẽ trả lời là gì mấy em? Hay là câu trả lời của mình sẽ là chọn đáp án A, giá tiền. B là số lượng 5 kg. Câu C là cà phê, đá. Và câu D sẽ là không, cảm ơn, tôi đã no rồi. Vậy tình huống mình sẽ chọn câu one sẽ là one gì mấy em? One C. Được không nè? Như vậy thì bài tập này là bài tập áp dụng những kiến thức mà mình đã học rồi ở cụm bài số 9, số 10 và 11. Như vậy tiết ôn tập các em, cô đã ôm những cái kiến thức trọng tâm. Như vậy thì những cái phần nào mà mình chưa rõ hoặc là chưa hiểu, các em sẽ mở lại lý thuyết để các em xem. Còn nếu các em chưa rõ nữa thì các em sẽ vào cái trang Zalo để cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn ở cái phần các em chưa hiểu nha. Chúc các em làm bài tốt. Ghi bị chép bài đầy đủ và học bài những cái phần mà cô đã lưu ý. Goodbye class.